Trong vòng thời lượng ngắn như vậy, mà Balance và các chuyên gia có thể truyền tải hết những kinh nghiệm quản trị, kiến thức về tâm tướng cho các bạn được. Chính vì thế mà Balance sẽ giới thiệu thêm các khóa học trong series Nhân và Tâm để các bạn tham khảo nha. Đầu tiên là khóa Nhân tướng học căn bản. Tiếp theo là khóa Nhân và Tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên. Sau đó, bạn sẽ học về 4 kiểu người khác nhau trong nhân tướng học và tướng và tâm nhà quản lý. Cuối cùng sẽ là khóa học tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp.